look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so beaten and so better. I don't know much, but I know I love you. All I need to know. So many questions still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known, me and you. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. I know I love you. That may be all I need to know. I don't know much, but I know I love you. That may be all there is. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so beaten and so better. I don't know much, but I know I love you. Xin đầu tiên nè, đây là nhà mẹ của chú rể à. Thưa với nhà gái, bố chú rể lo bằng công tác ở châu Âu, cho nên hôm nay không có vậy. Tiếp theo đây là bác Tư, là của chú rể. Còn tôi là chú của chú rể. Còn hai cậu kia là bạn của chú rể.
Họ nhà gái chúng tôi hôm nay rất vui mừng phấn khởi và đón tiếp của đoàn nhà trai đến để xin cháu Thanh Thanh Hiền về làm dâu con trong gia đình họ nhà trai. Về thành phần họ nhà trai nhà gái chúng tôi đó, thì có đây là bố của cháu Thanh Thanh Hiền, đây là mẹ của cháu Thanh Thanh Hiền, các cô ruột và các bà thím của cháu, toàn bộ là đại gia đình họ ngoại chúng tôi và nội là đều đón đến đây để mà tiếp tiếp và đón tiếp đàn họ nhà giai đến để xin cháu Thanh Thanh Hiền về làm dâu con. Thế thì cũng xin phép với lại tất cả là vì ngày lành tháng tốt và chúng ta làm trong cái thời điểm mà phải nói là mưa thuận gió hòa, thời địa coi như là tạo nên cho mình cái đám cưới và bây giờ xin dâu rất đẹp. Thế đấy là về toàn bộ thành phần gia đình nhà tôi thì xin tất cả hội môn chúng ta một tràng báo tay để đón họ hai gia đình. Tôi là cho cháu Thanh Thanh Hiền được lời nói của gia đình họ nhà trai, chúng tôi họ nhà gái là xin mời cháu rể lên đón cháu dâu của tôi. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. Done. I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home.
đây ngày này năm tốt, hai họ nhà trai nhà gái, các ông bà cô bác, các bạn thân mến của hai cháu đến dự buổi lễ thành hôn hai cháu, thì tôi xin chúc như thế này ạ. Xin chúc họ nhà trai vạn sự như ý, mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Xin chúc hai con cuộc đời phơi phới và hạnh phúc trăm năm tốt đẹp.
Thưa các ông các bà, thưa các cô bác, thưa các bạn thân mến, hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi rất vui mừng được thay hội nhà trai đón mừng đón cô dâu về. Tôi xin rất phấn khởi, xin chào cô dâu cho bên hội nhà trai. Từ giờ phút này, cháu Nguyễn Thanh Thanh Hiền là con cháu của các ông các bà, thì hai bên đều là bôn đắp cho tình yêu của các cháu, xây dựng của các cháu một cuộc sống tốt đẹp, trăm năm hạnh phúc. Xin chúc bên hội nhà trai tất cả đều mạnh khỏe, thành đạt và vạn sự như ý. Tôi xin chào con gái. Kính thưa và đoàn của nhà gái, thì hôm nay đoàn nhà trai đến gia đình xin dâu, và đến giờ phút này là đại diện nhà gái đã giao cô dâu cho nhà trai. Chúng tôi rất chân thành cảm ơn đoàn của nhà gái, và cũng xin tuyên bố là cái lễ xin dâu đến đây là kết thúc. Kính mời tất cả quý khách chúng ta dùng bữa cơm thân mật.